Đấy. Cho mọi người xem mặt của anh như nào. Tinh. Thế anh làm với mặt anh đi. Không phải như thế, cái mồm bĩu dài ra cơ. Không làm lại được. Quê sang lắm mọi người ạ. Sao anh lúc nào mồm anh trong trạng thái ăn đấy? Chưa để ngồi Sao anh bảo anh đang ép cân? em yên cơm ăn ít rồi Ôi mồm kìa mọi người, mồm thối, mồm hai bên mép trắng hiếu kìa. lên đón đặt hỏi rồi. Ăn gì rồi? Bị mất tiếng á, anh có nghe tiếng Có. không? Có. Ăn gì Sao chưa? mọi người, bảo mất tiếng à? Ăn gì chưa? Uống cà phê. Chưa ăn chưa? Mẹ lại chưa ăn chưa này? Thôi đừng có mách mẹ đi, cứ hơi một tí mách mẹ cái gì. Này, thế không ăn uống gì cứ như thế này á? À? Sáng không ăn luôn. Hả? Vợ muốn cười phải đen đòn đấy. Ăn uống đi, mua bảo nó bây giờ đi mua đi. Mày biết từ sáng mày ăn cái gì rồi không? Mà bây giờ lại còn chưa ăn cái gì? Con đang ép cân. Ép cân không được. Vớ vẩn. Ăn uống vào. Uống muối cà phê buổi anh sáng. Ông rồi tôi chết rồi. Kéo. Thế này mà chừa đẻ thế nào? Chừa đẻ thì phải ăn thật nhiều nữa còn cho nó béo lên. Bây giờ lại ép cân ép cục gì? Hả? Anh chê con béo. Không. Anh ấy chê. Chê về đây. Xem rõ. Ăn đi. Anh ấy toàn bảo. Bây giờ gọi nhân viên ăn đi. Hả? Anh ấy toàn gọi con là con BT. Ừ, vẩn. Ăn đi, bảo nhân viên ra mua gì ăn đi. Không thì sang ăn bát phở bát phít cho nóng đi. Giờ nay còn chưa ăn uống từ sáng giờ. Chết giờ. 32. Cái tuổi đầu có hơi một tí là mách mẹ. Kiều Vân. Kiều Vân. Kiều Vân gì? Hơi một tí anh bỏ cái kiểu hơi mẹ đi. 500. Này, lại đi mua thuốc đau đầu này. Chuyện này, ông đấy 500 một mũi tiêm. Thuốc à. Ông gì đâu. Đêm tại anh có Panadol anh uống mà. Đây. Bố lại uống thuốc gì đấy? Bố đau đau đầu quá. Bố cho anh Long một ít hôm trước đêm anh mới vừa đi tìm Panadol đấy. À. Đúng không? Hai triệu hai là đi. Cứ suốt ngày nói. Không biết tiêm cái gì nhưng lại tiêm vào người. Thôi nhá, ăn lúc bắp ngô đã. Ăn ngô không? Ăn ngô không anh mang lên đây à? Ừ, lên mấy giờ mà. Đón đưa Đạt đi lấy váy cho mẹ rồi. Thế sao anh không lấy cho mẹ ở trên đấy luôn đi rồi cầm xuống? Nhưng mà ở nhà tí ra hỏi. Đang định cho Đạt hỏi lên chỗ Phan Đình Phùng cà phê, nó bảo ngồi đấy thích. Anh đừng có trêu nó là hói nữa. Anh cứ trêu nó là hói, nó tự ti đấy. Gì? Khổ, gì khổ thân nó. Khổ thân nó, nó biết nhá. Này. Nó gội đầu nó cũng không dám lau tóc, nó cũng chỉ thấm thấm này thôi. Nó biết đùa rồi. Suốt ngày bảo em là hói. Tí ra em hỏi xem cái giấy nó đâu đã, lên lấy giấy. Giấy gì? Cái giấy lấy vài ấy. Bên lăng ngang đâu em? Thằng tốt thật à? Lại chia tay rồi. Lại chia tay. Lại chia tay rồi. 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 Lại chia tay rồi.
Tôi bảo ông quan không, nếu mà không. Đó thì gà thì biết rồi. Nào con Ngô, mày mua cho Ngô, nhà con Ngô không? Đó, không ăn đâu. Ăn không được không? Hả? Không ăn. Bây giờ uống chi sữa này. Quan không? Không ăn hả? Ăn các thứ vào không về về đây chết đấy. Ăn một lửa về mình. Anh bỏ kiểu đi. Ăn Ngô không, mẹ mua mang lên cho còn. Em không ăn. Mẹ ăn ngay này. Em mách mẹ. Mẹ đấy. Em còn chưa thèm kể chuyện tội của anh cho mẹ đâu. Ai vậy? Không? Thôi nhá, đi lên này với mẹ đây. Bye. Đi lên này gọi gọi. Đi lên vào luôn. Đi. Gọi gì? Tóc được không? Anh ảo nó vừa thôi. Vừa ba lên live bên TikTok, mọi người bảo anh để tóc là hiền thế. Thôi. Một ngày mất nửa tiếng ngắm vuốt. Sáng dậy là lúc nào cũng phải lôi sấy ra để sấy đầu. Đây. Anh đi mọi người, anh xem anh ngồi thẳng cái đầu của anh đi. Đấy, mọi người nhìn đầu anh Long có hai cái ngạnh ở hai bên đấy. Hai cái ngạnh ấy, anh nghiêng ấy. Cậu cover tóc mình trông HL thật. Thôi cán bộ ơi, mày không thấy ngại à? Anh cắt tóc nào là mày để theo anh tóc đấy, mày ngại không? Chồng ơi. Đê. Người Việt. Chim tay. Người Việt. Chim tay. Lóc xe người Việt. Chim tay. Ôi nhá. Bye. Em không đùa đâu, về mách bố đấy. Tối nay em nói chuyện bố anh cái kiểu thái độ của anh nhá. Đừng nói. Ê, quần. À hôm trước bố gọi. Bố gọi tên Long và bố quên mất, bố bảo cái thằng gì đâu ấy nhở. Mình vừa rủ thằng Đạt đi ăn bún đậu. Bảo thì nữa tầm 1 giờ 1 rưỡi anh quay lại anh em đi ăn bún đậu. Thì nó lại chụp ảnh, bố vừa về bố lại bảo em vào phòng ăn bún đậu anh ạ. Bố bảo bún đậu á? À. Bố Thanh á? Bố đã rủ thằng Đạt đi ăn bún đậu buổi trưa này. Ờ. Thì nó vừa mới về nhà xong rồi nó lên tầng 2 thì gặp bố lại rủ ăn bún đậu, bố lại mua mang về nhà. Bố ăn ở trong tầng 2 phòng bố. Thế à? Thế là bố lại trùng ý tưởng phết đấy chứ. Mình đang ở đây rồi. Thế bảo buổi trưa chả đi xuống từ đấy ăn với bố xem. Ai biết được. Nhá, thôi nhá. Bảo hỏi xem sáng bố bị đau vai cái kiểu gì, bố gọi điện từ buổi sáng ấy, bố gọi điện cho em nhiều dã man luôn, gọi chục cuộc ấy. Đau vai á? Ờ. Bố bảo bố bị đau vai. Không, bố bảo là vai bố đau lắm mà. Rồi, đi vào bố chơi bố sớm. Chiều nay vào bố đi xong phải làm cái clip chôn bố nào. Rồi, đi nhá. Thôi nhá. Gửi cho.